Hôm nay mình lại đi quay khám phá cái vườn cau nhá. Mà cau thì lại đang hot quá. Cau này bây giờ nên đến 70.000 một cân. Đấy. Trồng hàng cau. Trong này là trồng chuối. Còn xung quanh bờ là trồng 100 cây cau. Đấy, năm nay năm thứ năm. Mỗi cây cầu này như là năm nay bị được khoảng 20 cân, 20 cân một cây. Cầu đó, cuộn cầu này cỡ khoảng chắc 11-12 cân, 1, 2, 3, 4, 5 năm buồng ấy ấy cầu này. Cây cao chắc khoảng ở 3-3,5 mét. Qua bờ này là bờ biển của người ta, xa xa kia là trồng hành. Cây cầu nó có giá lâm ra đây này, vun viếc đoàn hoàng, phần vụn phần cho. Đấy, buồng này chắc cũng được hai buồng này chắc được khoảng hơn yến. Đấy, hàng cầu nhà anh có một hàng cầu, nhà em có một vườn chảo, thế nè tổng cộng vào nhau đấy, cái này cũng được 5-6 buồng mà sắp tới chắc được hơn yến này. Còn thu đến cuối năm là chắc cái này thì 30 cân. Cái này đấy, coi như tầm này là mai là khách người ta đến hái rồi này, hẹn mai hái này, chắc ngày mai chắc được đổi tạ gì đấy. Đấy, kỳ không, buồng này chắc được hai buồng này thì được 15 cân. Đấy, còn cây này, cây này 2, 4, 5 buồng. 5 buồng này đến Tết này vì được cỡ 5 yến này, nhưng buồng cây này. Đấy, nó vừa ra vừa có cò dưới, nó vừa ra hoa trên. Đấy. Đấy, còn đây có cây mình có cây hương. Cây hương này nó cao nên trên kia chắc được khoảng 5-6 mét gì đấy. Gốc của nó chắc được khoảng 200 vành, gần 200 vành. Vừa rồi nó giả cây này 50 triệu không bán này. Để đây mai vài năm nữa làm cái giường cưới vợ. Đây còn cây dừa. Cây dừa này bây giờ năm nay mới đang ra quả. Cây vối. Cò. Cây dừa. Nhìn cò kinh nhỉ. Nguồn thu này nè. Nếu mà hai vợ chồng già nè, ăn thoải mái, đu đủ, hồ cá. Cái hồ cá này nhiều cá lắm, cá chấm khoảng 3 ký. Đây còn cái cây cầu này. Cây cò
cây vù sữa hết quả, sắp đang ra hoa đợt đợt hai. Đấy. Còn cây dừa này được ăn 2 năm rồi, quá sai luôn. Trong vườn thì là số cây chuối co xung quanh bờ. Đấy. Co xung quanh bờ. Rồi, mình xin tạm dừng đây ra nha.